Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình cập nhật tin tức mới nhất và muốn xin được chia sẻ đến tất cả quý vị về vụ cháy vừa rồi ở Hà Nội. Cháy chung cư mini ở Hà Nội, ôm con nhảy từ tầng 3 xuống đất. Đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Anh Thắng, 41 tuổi kể lại khoảnh khắc đưa ra quyết định nếu không nhảy thì cũng chết. Anh Thắng kể lại khoảng 11 giờ đêm ngày 12 tháng 9 do ban công nhà vẫn mở nên thấy khói từ dưới bay lên. Khi đó anh phát hiện cháy, anh hô hoán mọi người xuống tầng 1 để chữa cháy. Thế nhưng khi xuống dưới tầng 1, thấy khói quá nhiều, không thể xuống tiếp nữa nên chúng tôi lại đi lên. Tôi nói với hai chị em bé gái 9 tuổi và bé trai 8 tuổi, chạy lên tầng thượng là tầng thứ 9 để tránh khói. Tôi quay về nhà đóng kín cửa, có vợ và con gái 27 tháng tuổi. Lúc này khói vẫn luồn qua khe cửa vào nhà, anh Thắng kể vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Sau đó anh quyết định lấy chăn, rèm, cửa ngâm nước để bịt các khe cửa nhưng nhận thấy tình hình không duy trì được lâu. Khi nhìn qua cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà dưới tầng 2 có mái tôn nên đã vứt chăn và nệm rồi ôm con gái 27 tháng tuổi vào lòng nhảy xuống. Sau đó tôi hỏi vợ nhảy nhanh, không nhảy thì cũng chết. Khi vợ nhảy xuống thì sập mái tôn khiến cả ba ngã xuống đất. Tôi bị gãy tay, vợ cũng bị gãy xương, bả vai đang cứu cấp tại bệnh viện Sanborn. May mắn tình trạng của bé 27 tháng tuổi đã ổn định, đang được theo dõi tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai. Còn hai đứa trẻ lên tầng thượng thì mới chỉ biết thông tin bé trai đã thoát khỏi, còn bé gái vẫn chưa thấy thông tin. Anh Thắng đang lo lắng, đứng ngồi không yên trước cửa trung tâm cấp cứu bệnh viện Bạch Mai. Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi chứng kiến từng dòng xe cấp cứu từ chung cư đi ra. Con gái tôi sống ở chung cư vừa bị cháy hôm qua. Lúc ấy tôi nhớ là hơn 11 giờ đêm, tôi nghe tiếng còi hú vang, dự cảm chẳng lành. Tôi sang nhà con gái xem tình hình thì thấy lo từng xe đoàn của cứu hỏa đang đi vào. Ông ca kể lại. Ông ca nói gia đình con gái sống ở tầng thứ 7. Gia đình có 5 người, vợ chồng, hai con và bố chồng. May mắn cả nhà được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu ngay. Hiện 5 người đều đã ổn định, đang được theo dõi. Đứng trước chung cư, chứng kiến cảnh dòng xe cấp cứu ra vào, thực sự đúng là thảm họa, ông ca cảm thán. Sáng 13 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai cung cấp thông tin báo chí về tình hình cấp cứu nạn nhân vụ cháy. Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, từ 1 giờ sáng ngày 12 tháng 9, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận 26 bệnh nhân, 7 bệnh nhi, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoài viện. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 24 bệnh nhân, hầu hết các nạn nhân ngộ độc khí CO. Bên cạnh đó, có bệnh nhân nhảy xuống nên nhiều bệnh nhân đa chấn thương. Tất cả đang được cấp cứu tại khoa trung tâm của bệnh viện. Sáng nay, sau khi cấp cứu ban đầu, đã rà soát từng bệnh viện, 20 bác sĩ thuộc các chuyên khoa hội chẩn cấp cứu bệnh nhân. Các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, chẩn đoán, xét nghiệm, đưa ra các biện pháp điều trị tối ưu nhằm hạn chế tối đa biến chứng và tử vong. Đặc biệt, các phòng ban trước mắt không thu bất kỳ chi phí nào của nạn nhân, tập trung cứu chữa người bệnh là trên hết, ông Cơ thông tin như thế. Đó là tờ báo của Tuổi Trẻ cách đây khoảng 17 giờ và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau báo Dân Trí cách đây chỉ có 10 giờ. Vụ cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội, khởi tố chủ chung cư mini. Chủ chung cư mini trên phố Khương Hạ vừa bị Công an Hà Nội khởi tố bắt tạm giam. Vụ cháy chung cư này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 56 người tử vong và 37 người bị thương. Tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh,
44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định phòng cháy và chữa cháy. Theo Công an Hà Nội, tính thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Wow, thường thường thì tử vong ít mà bị thương nhiều, còn này là tử vong nhiều hơn là người bị thương luôn các bạn. Trước đó, khoảng 23 giờ 22 ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ cháy, làm căn nhà 9 tầng một thùm có nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an thành phố đã điều động phòng cảnh sát công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và đội chữa cháy học tập thuộc trường đại học BCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường, phối hợp chính quyền nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát và trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Và cũng theo một tờ báo của chính phủ, thông tin chính thức về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Chiều ngày 13 tháng 9, thành phố Hà Nội ban thông tin báo cáo chi tiết về vụ cháy chung cư mini tại nhà 37/29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông cáo báo chí, sáng ngày 13 tháng 9, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã họp đánh giá bước đầu về đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini tại số nhà 37/29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các bộ ngành trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố và quận Thanh Xuân. Cháy chung cư mini, cứu nạn thành công hơn 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Báo cáo ban đầu về vụ việc, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ cháy chung cư mini số nhà 37/29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, với địa hình ngõ ngách sâu cách phố Khương Hạ khoảng 400m. Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát BCCC, Công an thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo chữa cháy, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên, các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2023, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người,
đưa đi cấp cứu khoảng 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân Y 103. Sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cháy chung cư mini là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ cho các nạn nhân. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế tập trung cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố đảm bảo. Đối với việc hỗ trợ người bị nạn, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với những trường hợp của nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách xã hội hóa và nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Bước đầu đối với các trường hợp tử vong, thành phố hỗ trợ cho 37 triệu đồng người thiệt mạng và 12 triệu 400 ngàn đồng cho người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng trẻ em bị thiệt mạng và 10 triệu đồng trẻ em bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ từ các nguồn xã hội khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội. Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối với sinh viên, công nhân, người lao động, thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu đồng trong 6 tháng. Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức là 5 triệu đồng cho trẻ em. Đồng thời, giao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh rà soát, khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố. Các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tới từng người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những vụ việc xảy ra tại chung cư mini hỏa hoạn.